Răng của mình trước đây đã từng rất là vàng, và vàng hơn cả những cái anh mà hút thuốc lá luôn đó mọi người. Răng của mình ngày hôm nay là cả một quá trình chăm sóc. Mình đã từng tin là cái men răng của mình là thuộc men răng vàng, bởi vì mình đã từng đánh răng rất là kỹ, nhưng cái răng vàng là vẫn vàng. Xong rồi mình quyết định đi tẩy trắng răng. Boom, cái răng của mình kiểu siêu trắng luôn mọi người. Xong được một tuần đó, thì bắt đầu răng của mình nó vàng và ố đi. Sau đó thì mình quyết định tham khảo miếng dán trắng răng. Xong rồi một tuần nó cũng phải ố đi. Sau một lần tẩy trắng răng và dán miếng trắng răng đó, thì mình cảm thấy là răng của mình đã bắt đầu yếu đi. Thậm chí là đến cả cái thời điểm hiện tại mình cũng không thể uống nước lọc luôn đó mọi người. Điều này sẽ làm các bạn sốc đây. Kem đánh răng tại Việt Nam thật sự rất là kém chất lượng, và đó cũng chính là lý do vì sao răng của mình lại mau ố đến như vậy. Sau khi đi nước ngoài thì mình không còn phải tẩy trắng răng nữa. Nghĩa là sau khi mình đã tẩy trắng răng rồi và mình đánh kem đánh răng của nước ngoài thì răng của mình nó không hề trở lại tình trạng bị ố vàng. Bên cạnh đó thì mình khuyên rằng mỗi bạn nên cần cho mình một cái bàn chải điện. Game changer. Đánh răng xong thì mình lấy cái cây này dạy vào karaoke hát trong phòng tắm luôn.